hỏi: Trong kinh A Di Đà Phật có nói, thế giới Tây phương rất là tốt đẹp, cho nên mọi người muốn học theo Phật, niệm Phật và muốn được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu vậy, phải chăng họ trốn tránh, không muốn làm việc khó nhọc mà chỉ thích hưởng cảnh an nhàn? Đáp: Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn không ai hỏi mà Đức Phật tự thuyết. Đây là pháp môn bất khả tư nghị nên khiến người khó tin. Nhưng sự khó tin này không có nghĩa là điều làm không nổi. Hỏi: Mỗi ngày có thể trì 108 biến chú Đại Bi, còn chú Lăng Nghiêm thì nên trì bao nhiêu biến? Đáp: 1008 biến. Hỏi: Là Phật tử thì có thể đầu tư mua bán phiếu cổ phần không? Đáp: Các đệ tử của Đạo Phật cũng có kẻ giết người, kẻ ăn cắp, kẻ tà dâm, cũng có kẻ nói dối, uống rượu. Vậy chú nói là họ nên hay không nên làm vậy? Hỏi: Có một người bị trúng gió rất nghiêm trọng và hội hộ niệm đã đến trợ niệm với hy vọng là ông sẽ được vãng sanh. Nhưng ông ta lại được lành mạnh trở lại. Có người nói vì không có đủ duyên cho nên ông không thể vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Xin hỏi, nói theo cách như vậy có đúng hay không? Đáp: Đó là vì chưa đến lúc để cho ông vãng sanh, cho nên ông ta khỏe lại. Nếu đã tới lúc vãng sanh thì ông sẽ đi ngay, chỉ thế thôi. Sắc mô đi sô hà